đời một thằng đàn ông mà bị ngấn ấy cái nhục nó phang vào người ấy, chịu thì chó nào được. Chắc hẳn khán giả truyền hình đã không còn xa lạ với nữ diễn viên tài năng, diễn viên Minh Cúc. Từ những vai diễn gai góc đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả, đến hình ảnh bản lĩnh, mạnh mẽ ở cuộc sống thường nhật. Vậy nữ diễn viên cá tính này sẽ phù hợp với dáng mày nào? Xin chào mọi người, chào em. Việc đầu tiên là mình xin được cảm ơn VK đã cho mình được xinh đẹp hơn. Đó là điều đương nhiên, điều mà cô gái nào cũng muốn. Thì trước đây mình cũng đã có một khuôn lông mày rộng. Thế nhưng mà qua quá trình đi quay á, mình cũng một bên lông mày bị lẹ đi. Thế thì sau đó là mình cũng có làm một chút về lông mày nữa. Thế nhưng mà mình lại muốn là thay đổi khuôn lông mày đi một chút để cho nó nhẹ nhàng hơn, nữ tính hơn và nó đẹp hơn. Vì gương mặt của cô đã khá là góc cạnh rồi, thế nên là muốn hoàn thiện để cho nó hài hòa hơn. Thì rất may là được chính bạn mà anh đã chính tay bạn đã làm cô được một lông mày đẹp như thế này, cũng rất là thích. Thì ban đầu cũng nghĩ là ta không thì sẽ có thể ủ như vậy. Thế nhưng mà có một lần mà cũng đến để ủ, không phải ủ tên đâu, mà làm luôn cái thời gian của thủ phụ. Nghĩ phải là chính bạn cũng bảo cô bảo thì đương nhiên cố lên một tí nó chắc không đau đâu. Thế mình cũng bảo thì tôi lên một tí đỡ phải ủ mất bao nhiêu phút thời gian tê. Thì quả thật là biết vậy mình không ủ tê ngay từ đầu những lần trước. Vì đỡ không có cảm giác gì cả. Đỡ mặt là mỡ mất 30 phút mà rất là nhanh. Thì chính vì không có cái cảm giác gì cả, không để lại sẹo nhá, không có một cái vết tích gì là mới hốt ra, không chảy máu, không bỏng, không gì cả. Và chị có thể trang điểm và theo đấy là đi diễn luôn. Đi luôn. Diễn luôn, chị vẫn thường make up bình thường. Vâng, đấy. Cô mong rằng là theo những cái trải nghiệm của cô và mọi người mới thấy thì đây sẽ là cái địa chỉ tin tưởng để cho các bạn giao sắc đẹp của mình, để cho đội ngũ của VK là đẹp.